Lớn chuyện rồi, lớn chuyện rồi, lớn chuyện rồi, lớn chuyện rồi đó. Vị công tử này là... Là con nè cha, Thúy Hoa nè. Hoa. Dạ. Còn bất nam bất nữ còn ra thể thống gì? Trời ơi, cha đừng hỏi con chuyện này nữa. Cha nên hỏi con chuyện lớn gì. Con đến đây để báo cáo quân tình cho cha biết đó. Quân tình? Bọn bây giờ đang chiến tranh sao? Nói quân tình thì hơi quá đáng một chút, là báo chuyện khẩn thì đúng hơn. Cha có biết không, Lý Bá Sơn sắp xuất lâm để giành lộc với cha đó. Muốn lấy lộc đương nhiên phải xuất lân rồi, đâu có gì lạ chứ. Cha nói đúng, không có gì lạ. Ý, nhưng mà gì là Lý Bá Sơn sợ. Khi ổng sợ thì cha biết ổng làm gì không? Ổng sẽ đẩy con gái mình ra. Cha đoán thử ổng đẩy con gái mình ra để làm gì? Ổng đẩy con gái mình ra để tỉ võ chiêu thân, tính tìm người để giúp đỡ ổng đối phó với cha đó. Chỉ có vậy thôi sao? Dạ phải. Bộ cha không lo sao? Lo hả? Mình con đủ làm cha lo rồi, còn phải lo chuyện khác nữa hay sao? Con nhìn con đi, đường đường là con gái nhà lành, lại giả trai đi lang thang ngoài phố, còn ra thể thống gì nữa? Bây giờ con là mợ năm của Phương gia rồi, nếu người ta biết được, không những cha mất mặt, kể cả thanh danh của nhà họ Phương cũng sẽ bị mất luôn. Con hãy về Phương gia ngay. Con xin đi ngay. Nè, nói đi về sẽ đi lối này vậy? Cha sợ người ta nhìn thấy con, bên ngoài rất đông người, nên con đi cửa sau. Phiên gian đảo hải để hái lộc, nếu không thể chạm đến nước thì chỉ có thể đi trên ghế đẩu mà thôi. Theo luật quy định, mình lân không được xuống đất, cho nên chân lân dưới đất rất quan trọng. Quốc Hưng, con hiểu chưa? Dạ biết sư phụ. Coi cha kìa, ngoài miệng thì nói là không có gì, trong chớp mắt đã tập luyện đến đổ mồ hôi. Cũng không trách được, nếu là con cũng sợ thua mà. Mất mặt lắm đó. Không được, phận làm con nhất định phải tìm cách để giúp cha. À, tiểu thơ, tôi vào bếp lấy thức ăn cho cô nha, sẽ về ngay thôi. Trời, tôi chết rồi, chưa về nữa, sắp lộ tẩy rồi. Mợ ba, mợ tư. Lại đi lấy thức ăn à? Phải phải. Nè 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 nè, có nhìn thấy không? Thấy rồi. Một người to như vậy đi ngang làm gì mà không thấy. Ôi dạ. Chị nói em không có đầu óc đúng là không sai. Chuyện mà gì? Chị hỏi em là có nhìn thấy cái gì không ổn không? Đâu có gì không ổn chứ. Suốt cả ngày hôm nay không thấy mặt cổ đâu. Bà vú vừa mới nói chuyện với cổ đó. Bà vú chỉ tự nói chuyện với bản thân của mình thôi. Chị thấy bà vú chỉ trong 3 canh giờ đi ra đi vô tổng cộng hết 5 lần, lại còn đem bào ngư yến xào di cá vào cho ai ăn đây chứ. Dù có là ma đói thì cũng đã ăn no trở về địa phủ rồi. Theo lời chị nói, quả thật có gì không ổn. Không những là không ổn, chắc chắn là có chuyện gì đó. Vũ à, không ngờ mà năm nhỏ con như vậy mà lại ăn nhiều quá trời. Bà ăn mạnh thiệt. Phải á. Coi chừng bụng bự đó. Không có cái gì. Đâu có gì. Phải rồi. Lát nữa cậu Chân tổ yến làm thêm cho mỡ năm chung nữa nha. Hả? Dạ được, dạ được. Nếu có người ăn thì mới làm nha, mắc lắm đó. Có chứ, đương nhiên là có người ăn. Tiểu thư của tôi nói á, hôm nay cổ cảm thấy rất vui cho nên ăn rất nhiều. Tôi đi trước nha. Nói cổ coi chừng đau bụng đó. Mọi người có tin lời bả không? Tin chứ, tin chứ. Trời ơi, ngu ngốc. Sao lâu vậy vẫn chưa mở cửa chứ? Trời ơi, đừng có theo tôi nữa. Theo nữa sẽ lộ tẩy đó. Chết rồi, sao bây giờ còn chưa về nữa? Nè, có nhìn thấy cái gì không ổn không? Ê trời ơi, con chó quỷ kia. Sủa cái gì vậy? Có chó hả? Còn không đi mau. Không đi sao? Để tôi coi thử. Mở tư đánh mày đó, chạy mau đi. Đâu có, chó đâu? Không có hả? May mà mình thân thủ giỏi. Hả ông? Tôi là thợ mai. Là mỗi năm của cô kêu tôi tới đây. Đàn ông leo tường vô, còn vô phòng nữa. Em thấy người đàn ông đó đi vào phòng thật sao? Dạ phải, chính mắt em nhìn thấy. Tính tình của bờ năm không bao giờ như vậy đâu. Đúng là không thể được. Nè, em thực sự không hiểu nổi tại sao em lễ lại cưới một người như vậy. Bắt được quả tang rồi. Nè nè,
Nếu chị bắt được quả ta thì đâu cần phải lãng phí yến sao. Phải đó. Học chị đi. Vô vô. À, nè nhanh lên đi. Vô vô vô. Ủa sao đâu mặt quá vậy? Phải đó. Có chuyện gì? À, không, à, mọi người thấy em không khỏe cho nên chưng tổ yến mang đến đây chơi phải thôi mà. Dạ. Nè chị ba, chắc chị đổi tính rồi hả, nên đột nhiên tốt với tôi như vậy, lại còn chưng tổ yến cho tôi ăn nữa chứ. Em mà em đừng có khách sáo, chúng ta là người một nhà mà, đúng không? Ngồi đi. Sao đi đó chứ, ngồi đi. Ngồi đi, ngồi đi. Còn nhìn khắp nơi nữa, bộ phòng tôi đẹp lắm hả? Phải đó. Chị phòng của chị rất là thanh nhã. Đúng rồi. Phòng chị đẹp dễ sợ luôn. Chị Tư à. Chị Tư. Sao chị cứ nhìn vào phòng tắm của tôi hoài vậy? Hay là vào trong xem đi. Nè, lớn thật nè. Vô đi. Sao hả? Chị từ từ mà xem nha. Cô Thi. Hả? Không cần phải nhìn nữa. Cô thích cái giường này của tôi phải không? Lên ngồi thử đi. Được rồi. Ngồi đi, ngồi đi. Nằm xuống luôn. Nằm nữa hả? Nằm sát vô trong nha. Đó. Đúng rồi. Lên thử dày dòng đi đó. Thấy sao hả? Cũng được. Có nhiều cái đẹp hơn nữa đó. Qua đây. Qua đây. Nè, cô đến đây nha. Nè, có cái tủ này nữa nè. Đó. Cần mà. Cô thấy sao? Có đẹp lắm không? Đẹp. Ngồi đây đi ha. Đó, đẹp không? Được rồi. Nè, qua đây. Nè, cái bình phong này nha. Đẹp, sao hả? Đẹp, có đẹp lắm không? Đẹp. Ngồi chóng mặt quá. Đẹp lắm phải không? Đẹp hả? Sao hả? Sao hả? Coi xong chưa? Xong rồi. Xong rồi. Ông có nói dối đâu, có người vào đây. Nè, trỗi. Không có gì. Chị đau bụng phải không? Cô là gì ở đây? Sao dám năng nói như vậy? Tức là cô ám chỉ tôi ngoại tình phải không? Không phải. Em đừng có hiểu lầm. A Hoàng này không biết chuyện này đang nói bậy bạ. Về nhà chị sẽ dạy lại nó mà. Đúng rồi mợ ba à. Nếu không dạy được A Hoàng của mình á, lỡ như nó ra ngoài ăn nói bậy bạ sẽ tổn hại đến thanh danh của Phương gia đó. Bộ bà vú thì có thể ăn nói bậy bạ sao? Không có đâu, sẽ không có lần sau nữa đâu. Mọi người đừng cãi nữa, chuyện nhỏ quá không đi ha, chúng ta về thôi. Bà vú em ăn dậy lại đó ha. Người ta nói nhiều nữa vậy. Người ta nói hả, không nên làm phiền người ta dùng cơm. Về thôi. Chị ba, chị khoan đi đã. Chuyện gì? Chuyện lần này thì tôi có thể bỏ qua. Nếu như lần sau mà tôi còn nghe được những lời như vậy nữa thì tôi sẽ đến gặp bà cố. Nhờ bà cố phân xử công bằng. Không cần. Như vậy là không cần. Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Đừng làm phiền đến bà cố đọc kinh. Lát nữa về chị sẽ đánh con A Hoàng đó mà. Bà vú, tiễn khách đi. Không cần tiễn. Đi thôi. Nhanh lên đi. Không đứng đó nữa. Vú nuôi, vú nuôi. Lúc nãy con quay lắm phải không? Ý trời ơi, tiểu thơ, cô còn quay hơn bao công đó. Rất dễ qua mặt. Sáng mai chúng ta cứ làm như vậy đi. Trời ơi tiểu thơ, sáng mai lại như vậy nữa hả? Trời ơi đừng mà, cô ra ngoài chơi bao lâu á là tôi sợ bấy lâu à. Sáng mai không phải con đi chơi, mà là con đi giúp cha con. Lão gia có chuyện gì vậy? Vú có biết Lý Bá Sơn rất xấu không? Hắn đòi giành lấy lộc của cha đó, tiếp theo đưa con gái ra để tỉ võ chiêu thân, tìm người giúp đỡ. Trời, nếu như để hắn tìm được một người có võ công cao cường thì cha sẽ gặp nguy hiểm đó. Hả? Không được đâu. Tiểu thơ à, vậy tính sao? Con còn chưa nghĩ ra cách, nhưng con nhất định đến đó để coi sao. Nếu như lúc đó có gặp nguy hiểm, dù phải thí võ con cũng tham gia. Cái gì? Thí võ hả? Nè, cô không sợ hắn nhận ra cô sao? Gặp mặt nhau thì rất khó ăn nói. Ý, được. Sáng sớm ngày mai con sẽ đi tìm Lý Tiểu Hoàng để coi cô có nhận ra con hay không. Cô hai à, hôm nay nhìn cô rất sảng khoái. Chị tịnh dưỡng tinh thần là muốn xem Ngao Nhĩ Đa Phái ai đến tỉ võ với chị. Phải cho hắn một bài học mới được. Phải đó. Người này là ai vậy? Sáng sớm đã chẻ củi rồi. Người này chính là người hôm qua đã dành ăn với con chó được cô cứu về đó. Hình như hắn tên là Lôi Lão Hổ gì đó. Vì quản gia thấy hắn thật thà cho nên mới giữ hắn làm chuyện giả. Xin chào. Rất khỏe mạnh, như vậy mới giống một người đàn ông chứ. Sau này đừng dành ăn với chó nữa biết không? Dạ. Chào cô hai. Quản gia, mua đôi hài mới cho ảnh đi, đã sách rồi. Dạ biết cô hai. Cô hai à, đến lúc cô phải đi rồi. Cố gắng làm việc nha. Dạ. Ông có nghe không? Vừa rồi cô hai khen tôi có sức đó. Làm việc đi. Dạ. Chết rồi, còn chưa cảm ơn cô hai nữa. Anh hùng ở phương nào? Chẳng lẽ không nghe tín hiệu của tàu ban sao? Một tàu ban nho nhỏ thì có nghĩa gì chứ?
Lấy cái gì của đi. Đừng có nặng tay quá nha. Nếu không công tử sẽ cưới vợ què, đại nhân sẽ trách tội đó. Thì ra là tàu đốc phái các người đến. Tại con nương không biết điều thôi. Nghe gió định hướng hả? Đốt pháo lên. Ủa, mới sáng sớm đã luyện công rồi sao? Nhìn giống y như thật ha. Có phải anh Hùng không? Đã đuổi bọn xấu đi rồi à? Cô bị sao vậy? Tôi đã bị bọn xấu rải bột vô vào mắt. Trời, cô đừng có dụi nữa. Bị mù đó. Tôi dẫn cô đi rửa mắt. Cô hai đâu rồi? Qua đây, qua đây. Ở đây có cái ghế này, ngồi xuống đi. Đừng có dụi, đừng có dụi nữa. Nếu bột vô dính vô mắt thì sẽ bị mù đó. Nếu mù sẽ không nhìn thấy thì không còn đẹp gái nữa đâu. Cô đừng có né mà. Sao rồi? Có đỡ hơn không? Xem cô ta có nhận ra mình hay không. Hình như là không nhận ra mình. Còn dơ đó. Chỗ này còn nè. Cô không sao chứ? Sao cô nhìn tôi chầm chầm vậy? Không có. Để tôi tự lau được rồi. Cảm ơn. Cô à, nếu như cô không sao, tôi xin cáo từ. Nè, khoan đi đã. Anh có thể cho biết cao danh quý tánh để sau này Tiểu Hoàng có cơ hội báo đáp anh không? Tôi Miêu Đại Thạch. Xin mời. Tôi xin cáo từ. Cô hai. Chết rồi, đến giờ rồi, tôi phải đi trước. Lý Bang chủ, sắp đến giờ rồi. Coi ra hôn sự giữa con gái của ông và con trai tôi cũng nên bàn bạc đi. Khoan đã. Khoan đã. Sao khi không bó hai chân lại vậy? Thiếu Hoàng, Thiếu Hoàng cẩn thận. Thiếu Hoàng à. Con Hoàng hả? Coi ra con dâu tương lai của cha, lần này nếu không tỉ võ với con, chắc là không chịu đâu. Đừng nói nhiều nữa. Con Hoàng, chỉ cần con qua chạm nhẹ vào mình của người yêu con thì cô ta sẽ là vợ của con. Hả? Được thôi, được thôi. Chị ơi, chị ơi, chị. Vợ yêu, vợ yêu. Sao không vậy? Bi Tiểu Hoàng cô. Ngao đại nhân, ngay cả chuyện dùng ám chỉ hại người mà ông cũng làm được, ông còn gì để nói với tôi nữa chứ? Được, Nga Nhĩ Đa Ta lần này đã đánh giá sai rồi. Đi. Mời. Tiểu Hoàng à, sẽ ra chuyện gì vậy? Cha, Ngao Nhĩ Đa rất đi tiện, sai người đánh lén định đánh gãy chân con đó. Cũng may có vị Miêu công tử đã cứu con nên con mới đến đây kịp lúc. Vậy sao? Đánh giỏi thiệt đó, đánh giỏi thiệt đó. Mọi người cũng nhìn thấy Lý Tiểu Hoàng rất thâm độc. Lúc nãy thì giả què, khi ra tay thì đánh người ta suýt chết. Mọi người nghĩ coi, cứ nghĩ thử coi, nếu như cứ một người vợ như vậy thì chết chắc đó. Có gì nữa? Phải rồi, phải rồi.
không có gì coi nữa, về đi. À, cha, là vì miêu công tử đó đã cứu con đó. Loại đàn bà này không nên cưới. Nè, đừng lên đấu nữa, đi về đi. Miêu công tử, công tử cứ kêu người ta đừng lên đấu, có phải có hứng thú với tiểu nữ không? Lên đấu đi, lên đấu đi, lên đấu đi, không có gì đi. Ha, đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm nha. Miêu công tử, xin đừng ngại, cứ lên đi, lên đi. Phải nói lên đi, lên đi, lên đấu đi. Miêu công tử không nể mặt tào ban của chúng tôi sao? Xin mời, xin mời. Không cần phải ngại. Miêu công tử muốn đấu văn hay đấu võ? Thật ra đấu văn hay đấu võ tôi cũng không muốn. Xin chào. À nè nè nè, Miêu công tử, chẳng lẽ cậu không nể mặt sao? Lý Bá Sơn này rất ngưỡng mộ những người có lòng nghĩa hiệp như công tử vậy đó. Phải 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 phải. Công tử hãy đánh thắng con gái tôi một cách đẹp mắt thì tôi có thể tháo dỡ võ đài này rồi. Nếu tôi đánh thắng thì ông tháo võ đài này phải không? Dĩ nhiên rồi, tôi đã chọn được rễ thì còn cần võ đài để làm gì nữa. Đúng 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 đúng. Mời. Mời. Lý cô nương, tôi chọn thi văn trước. Được rồi. Ý. Bánh mỡ heo. Không phải, không phải, không phải đâu. Đâu có lý nào màu lợt như vậy chứ. Không mềm cũng không cứng, nhưng rất thơm. À, đừng ăn. Nè nè nè, uống miếng nước trước đi. Cái này là cái gì vậy? Đắng, đắng, đắng. Trời ơi, trời mưa rồi. Ờ, phải rồi. Nè, nè. Bây giờ trời mưa rồi, hay là sáng mai đến đi. Ờ, cô nói đó nha. Trả cho cô nè. Không sao đâu, sao vô đại đi mà. Nè, đã nói là đừng mà. Cô hai á đang bị nổi mề đai. Mọi người vào sẽ bị sao. Chúng tôi biết cô bị bệnh nên đã mang bạch ngọc sinh cơ cao của ngự tiền thoa vào sách đây thôi. Để tôi được đi. Đâu, cô hai không thể ra gió. Nếu gặp gió sẽ nổi càng nhiều đó. Trời, không phải đâu. Tôi đã sống lâu ở nước ngoài nè. Người ta dương nói người bị bệnh phải đâu. Phải đó, dương nói nè. Chúng tôi vào đi. Đây là loại thuốc trị mề đai do da tôi bào chế đó. Cho thiếu bà uống. Phải phải phải. Để chúng tôi vào đi. Để chúng tôi vào đi. Không sao đâu. Không sao mà. Chuyện gì vậy? À, thợ Mai, thợ Mai đến rồi. Thợ Mai, Mai, Mai ra ngoài coi sao. Phải đó. Các vị phu nhân để mặt như vậy, tôi nhất định sẽ mai thiệt là tốt cho. Thợ Mai thật. Dư Nui, hả? Thay áo cho con đi. Nè, cô có bị mọi người thấy không? Không có đâu. Con đã tìm một thợ Mai đến thế cho con rồi. Ờ. Rõ ràng là dùng kế điệu hổ ly sơn. Mọi người cùng ra ngoài làm gì chứ? Nè, cắt lại đi. Ơi. Chị ra thì mọi người không nên ra theo. Hai người có thể giữ ở đây mà. Thôi đi, thôi đi. Hai người đừng có cãi nhau nữa. Trời ơi. Nè, nhanh lên, nhanh lên. Trời ơi. Nghe đâu rồi? Đàn ông đâu? Đâu, đâu. Trời ơi, đàn ông gì chứ chị ba. Nếu chị ham đàn ông như vậy thì ra phòng tắm mà chờ đi. Nhiều lắm. Trời ơi, đừng có đắc ý. Tôi cho cô biết, nếu tôi mà tìm được cô sẽ chết á. Xét dạ. Mọi người làm gì vậy? Có phải hôm qua coi phòng của tôi chưa kỹ hay sao? Cho nên hôm nay muốn xem tiếp nữa hả? Không có. Ê, trời ơi, mở ba, mở tư, cô Thi. Tôi đã nói cô hai đang nổi mề đai, sẽ lây cho mọi người đó. Nè, mọi người mau ra ngoài đi, ha. Vậy sao, chị Tú, về đi. Đi về. Thôi, coi chừng về thôi thiệt đó. Đi thì nhất định phải đi rồi, nhưng mà phải tìm kỹ một lời. Nè, 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 để tôi quay cái giường. Nè, trời ơi, cô Thi à, cô thật là độc ác đó nha. Cô thừa biết tôi nổi mề đai còn bắt tôi phải ra gió nữa. Trời ơi, hơi quá đi. Vú Nuôi à, lát nữa con phải đi hỏi bà cô có phương gia có gia quy nào để trừng phạt mọi người hay không. Phải đó, phải đó. Nè nè nè, cô không cần lấy bà cố ra hù tôi đâu, tôi không sợ đâu. Hả? Trời ơi. Cái này là cái gì? Hai đàn ông. Tại sao phải không là có chiếc hài đàn ông? Rồi, khỏi cứu. Chiếc hài đàn ông này là chiếc hài đàn ông này á, không những là chiếc hài đàn ông mà còn rất nhiều áo quần đàn ông nữa kìa. Có phải vậy không? Đâu đâu đâu, chết chắc rồi. Lần này bà vú bắt đến cô rồi đó. Giám phương nào vậy? Hả? Sao hả? Áo này là của cậu Hai Phương đó. Tôi lấy ra coi thử có chỗ nào rách á, giá lại cho cậu Hai. Là vì ở trong này á quá buồn chán mà. Tôi chán bài thật đó. Bà nói bậy cái gì đó, anh nói chúng tôi làm gì có áo rách chứ. Đâu phải đó. Vì
vì chúng tôi quan tâm anh Đức nên lấy áo để coi bộ không được sao? Anh Đức thật là khổ, nhiều vợ như vậy khó khăn lắm mới có được một người vợ hiền thục, bây giờ lại còn bị người ta nghi ngờ nữa. Cô nói vậy là sao? Tức là nói hai chúng tôi không hiền thục, chứ có cô hiền thục hả? Phải đó, chị nói trời đúng ơi đó. Bỏ đi chị Tú, bỏ đi, chuyện nhỏ quá không về thôi. Bỏ đi về. Không liên quan đến em chỉ đứng coi cho vui thôi mà em. Về đi từ từ nha, không tiện không tiện. Trời ơi cô hai à, nếu cứ như vậy hoài chắc là tôi chết sớm đó. Chú nuôi à, chú đúng là người tốt lại còn chịu giúp con, thật không ngờ chú lanh trí như vậy đó. Nếu mọi việc thuận lợi như vậy thì sáng mai con. Hả? Cô còn muốn dùng chiêu này nữa hả? Đương nhiên rồi, đằng nào cũng đã lỡ diễn rồi, nếu đã diễn thì phải diễn cho hết tuồng chứ. Trời ơi cô hai à, cô đừng có giở trò nữa. Trời ơi chú nuôi à, chú làm ơn đừng có nhăn nhó như vậy có được không? Nè, con hỏi chú vài chuyện trước nha. Nếu như con đánh thắng Lý Tiểu Hoàng thì Lý Tiểu Hoàng không lấy chồng được có đúng không? Cổ không lấy chồng được tức là không kiếm được người giúp đỡ, đúng vậy không? Nếu như mà không có người giúp đỡ thì trong cuộc thi giành sư dương cha là người thắng chắc rồi. Ừ, vậy thì đúng rồi. Nghe cũng có lý đó ha. Dĩ nhiên là có lý. Nhưng mà nói gì thì nói, bây giờ có một vấn đề nhất định phải giải quyết cho bằng được. Vấn đề gì? Nè chú nuôi à, con hỏi chú. Dương dương dứt dứt, không vàng cũng không trắng, sờ vào thì thấy láng láng. Vậy thì chú nói đi, nói đi. Cô hai à, tôi đâu biết nói gì. Ngọc Mai à, món gà chị làm ngon thiệt á. Phải đó, mẹ chị dạy chị đó. Nè ăn thêm miếng nữa đi. Nè, ăn cơm hả? Trời ơi chị tưởng em nói mẹ đã nên không có chờ em. Không sao không sao đâu. Ăn như vậy thì buồn lắm. Hay là chơi trò gì đi, ra câu đố nha. Được đó, được đi đó. Điên khùng. Không sao đâu, nghe thì cũng đâu có sao phải không? Nè, có một vật vuông vuông dứt dứt, không vàng cũng không trắng, không mềm cũng không cứng, khi cắn vào thì sẽ... Xuân Lan à, nấu cho ta một tô cháo đem vào phòng cho ta ăn. Ta không nghe những người vớ vẩn nói những lời vớ vẩn nữa. Phải đó, hình như hôm nay ăn cái gì cũng không có ngon miệng. Thôi cốt à, dạ. Tôi làm cái bánh phố lăng xa cho tôi ăn. Dạ biết rồi. Đi đi. Nghe cái đâu có sao mà. Thiếu qua, chị nghe. Ngồi đi, ngồi đi. Ngọc Mai, đầu của em để trong phòng không có đầu làm sao mà đoán. Phải á. Chị không đoán được, em ăn một mình đi. Bộ giỏi lắm sao. Còn chưa về. Vậy tức là không hỏi được. Nếu như tìm được một cái bánh mỡ heo cầm theo đi hỏi, như vậy sẽ tiện hơn. Bánh mỡ heo. Cậu hai, sao chết à? Vậy có trộm hả? Có trộm của con nợ. Bộ lấy áo cho ta đi, nhanh lên. Không được, sao mình chạy ra đây chứ? Mình còn chưa hỏi bánh mỡ heo là gì mà. Ấy, không được. Tên khốn kiếp kia lúc nãy chưa mặc đồ, còn mình thì giống như là rình hắn ta tắm vậy đó. Bây giờ lại vào trong đó, lỡ hắn tưởng mình thích hắn thì sao đây? Mình là con gái trong trắng mà. Sao hả Miêu Thúy Hoa? Làm việc không được bỏ dở nữa chừng. Vì cha mình, vì thanh danh của nhà họ Miêu, cho dù mình có bị mang tiếng đi nữa thì cũng đành chịu. Được. Nè cô, cô hãy trả lời cho tôi biết, lúc nãy cô không dựng lẻn vào phòng của tôi, cô lại còn tóm lại cô trả lời tôi, cô định làm gì? Nói đi. Là lỗi tại tôi, tôi xin lỗi. Vậy ông hài lòng chưa? Nè,
Có một điều ông phải thành thật nghiêm chỉnh nói cho tôi biết. Xin hãy tránh đường. Nè, cô còn chưa trả lời tôi. Nè 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 nè, ông trả lời câu hỏi tôi trước đi. Nếu không thì suốt đời này ông không biết là tại sao đó. Nè, suốt đời cũng không biết tại sao, đau khổ lắm đó, đúng không? Nè nè nè, cô qua bên đó làm gì hả? Đừng hỏi nhiều nữa. À, mở năm cậu hai. Ra ngoài đi, không có chuyện của cậu. Hả? À, dạ 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 dạ. Nói. Được rồi, đây là cái gì? Tại sao tôi phải trả lời cô? Bây giờ ông trả lời tôi, chứ không phải ông hỏi tôi. Sao bông? Làm bằng cái gì? Dùng để làm gì? Tại sao tôi phải nói cho cô biết chứ? Nếu như ông nói cho tôi biết, thì tôi sẽ nói cho ông biết ý đồ thật sự của tôi khi vào phòng của ông. Được. Xà bông là dùng mỡ động vật để làm ra, có tác dụng tẩy rửa vết bẩn. Trong lúc tắm thì người Tây Dương dùng nó để thoa lên người, sẽ tẩy sạch chất vô trên người. Đến cô. Chuyện đã rõ ràng rồi, không cần giải thích, đúng không? Nè, cô nói vậy là sao? Cô chưa trả lời câu hỏi của ông tôi. Ông không cần biết, tôi cũng không cần nói cho ông biết. Hôm nay đến đây chấm dứt. Thánh Kiều, Thánh Kiều. Cô đừng tưởng là dùng tiếng quê nhà chửi tôi thì tôi không biết nha. Cái gì gọi là Thánh Kiều? Tôi không tin là tôi nói tệ đến như vậy. Hôm đó ông luôn miệng nói với người Tây Dương như vậy mà. Hôm đó không phải Thánh Kiều, là Thây Kiều. Không hiểu hả? Tôi giải thích cho cô biết. Miệng thì đừng mở quá lớn ha? Tròn một chút, cái lưỡi đè lên trên. Thây Kiều. Ý, sao răng của ông vừa vàng vừa không thẳng hàng vậy? Cô gái này làm cái gì vậy? Phải đó, ngay cả tôi cũng không hiểu. Nè, ông đừng âm thầm đứng sau lưng tôi có được không? Người hụ người sẽ chết đó. Ngay cả bợ năm cũng nói tôi như vậy. Trời ơi cô hai, sao cô lại sợ như vậy chứ? Trời ơi, nếu là vú, khi có người âm thầm lặng lẽ đứng sau lưng vú, coi vú có sợ hay không? Chuyện gì không học lại học tính xấu của bạch quản gia, cứ luôn đứng sau lưng người ta hù người ta. Thì để tôi sửa. Nè cô hai, có hỏi được chưa vậy? Dĩ nhiên là hỏi được rồi. Vú có biết cái đó là cái gì không? Là xà bông đó, người Tây Dương dùng nó để tắm rửa. Vậy hả? Nè cô hỏi rõ vậy chắc chắn là cậu hai Phương sẽ nói cho cô biết rồi. Nè vú nuôi, con trân trọng nói lại một lần nữa với vú, con và tên họ Phương trên thực tế không có quan hệ gì cả. Trong lúc không có người, xin vú hãy nhớ kỹ một điều, tuyệt đối không được nhắc đến hai chữ cậu hai. Nè, con đói rồi đó, lấy gì cho con ăn đi. Được. Vú nuôi. Hả? Lấy loại của Phú Lan Sa. Loại Phú Lan Sa. Sao có đôi hài mới ở đây vậy? Chưa từng thấy hài mới hay sao? Cô hai đó là mua cho cậu đôi hài mới đó. Cố gắng làm việc đi. Cảm ơn quản gia. Cô hai tốt với mình quá. Cô hai à, hay là để em bưng ra ngoài nha. Cô hai. Cô hai. Chuyện gì vậy? Ý em muốn nói là chén chè này suốt đêm cô không hề đụng tới, cứ nhìn cái khăn hoài, có gì hay ho chứ? Em không hiểu, chị không ăn chè đâu. Em bưng ra ngoài đi. Dạ. Con ngoan. Tiểu Hoàng. Chuyện gì vậy cha? Con nghĩ gì mà nhập tâm quá vậy? Để cha đoán thử nghe. Chắc chắn là con đang nghĩ đến chuyện trưa hôm nay chàng thanh niên đánh võ đài Miêu Đại Thạch, đúng không? Cha nói cái gì chứ? Cha nói lạc đi đâu vậy? Con không hiểu gì hết. Cha đoán thì chắc chắn không sai đâu. Chàng thanh niên này cũng được đó. Thông thường những người học võ, người nào cũng rất thô lỗ. Chỉ có cậu ta là lịch sự thôi. Lịch sự thì có lịch sự, nhưng con sợ đó chỉ là dáng vẻ bề ngoài. Thế vậy mà không phải vậy. Như vậy không giúp được cho cha đâu, đúng không? Có điều này cha cứ nghĩ mãi mà nghĩ không ra. Tại sao con chịu cho cậu ta sáng mai trả lời câu hỏi? Cũng tại vì trời mưa đó mà. Trời mưa. Nếu như cha đoán không sai thì trận tỷ võ sáng mai con thua chắc rồi. Cha. Con đừng có kêu cha nữa.
cha đi về ngủ đây. Sao ồn vậy? Đã khuya rồi sao còn trẻ củi? Cô hai, làm cô không ngủ được à? Không phải. Tôi định trẻ luôn số củi này, tôi sợ ngày mai không có dùng. Bộ anh không mệt sao? Có gì thì sáng mai làm tiếp, ngủ sớm đi. Không cần đâu. Làm ồn tôi thì không sao, nhưng đừng làm ồn đến người khác ngủ hả? Dạ được. Phải rồi. Mình lại quên cảm ơn rồi. Công việc này sớm muộn cũng phải làm. Vậy là được rồi. Trời, làm bà chủ có ai mà không ngủ đến chưa trời chưa trật chứ. Mới sáng sớm đã thức dậy tập võ rồi, cản đường cản lối. Được, để coi người nào nhanh hơn. Cô có nhìn thấy không? Ai đó? Không lẽ mình qua mắt? Em chào chị Tư. Chào em. Nè, vừa rồi chị có nghe thấy gì không? Hình như là tiếng ai đó. Đâu có. Không. Nè, không lẽ có đàn ông? Đâu có đâu. Nè, không phải đâu. Rõ ràng em nghe có tiếng mà. Có lẽ là chị đang luyện kiếm có tiếng phục phục nên em nghe lầm đó. Chị đâu có thấy cái gì đâu. Cũng phải. Trời ơi, anh đi, anh đi, anh đi lâu quá vậy, anh đi lâu quá rồi. Anh đi. Cậu ta hứa sẽ đến tỷ võ, cho nên chúng ta không thể không chờ. Xưa nay con người của Lý Bá Sơn này á, luôn luôn lấy chữ tín làm đầu mà. Đánh đi. Lý Văn Chủ, Lý Tiểu Hoàng, xin lỗi vì đến trễ. Thứ tội. Nè, xin lỗi bà con. Vì sáng nay thức dậy thấy hơi đau bụng cho nên đến trễ, làm mọi người phải đợi lâu. Xin lỗi nha. Đánh đi. Không sao đâu. Cậu đến trễ còn hơn là không đến. Nếu như cậu không đến thì tôi biết ăn nói sao với mọi người đây. Phải đó. Phải. Đúng là người thô lỗ, mạnh tay như vậy. Anh Miêu, chẳng hay hôm nay đã có câu trả lời chưa? Về chuyện miếng này đó hả? Cô muốn tôi đoán được hay đoán không được gì? Các vị hương thân phụ lão, bà con cô bác, về chuyện cái cục này, quả thật là rất ít người nhìn thấy và ít người dùng qua. Mọi người có biết không, cục này quả thật không phải dùng để ăn mà là dùng để xài. Vậy thì nó được gọi là gì? Nè, điều này rất đơn giản, chỉ có hai chữ, nó gọi là xà bông. Vậy thì nó dùng để làm gì? Công dụng hả? Chủ yếu là để tắm rửa hoặc làm sạch những vết dơ. Nhưng vì tôi bất tài nên đã sửa lại một cái tên mới cho nó, gọi là hồng mau rửa thân cao. Hay quá. Cô Lý à, tôi nói có hay không? Anh Miêu quả là người hiểu biết rộng về Đông và Tây, nhưng mà không biết về mặt võ nghệ thì sao?
thì thử sẽ biết ngay. Xin mời. Ước đẹp đẹp. Hay lắm. Hay quá. Nè người đẹp, có sao không? Anh Miêu đúng là văn võ song toàn. Không dám, không dám. Cậu Miêu quả nhiên rất tài giỏi. Con gái ngoan của tôi chờ cậu đến cưới đó. Nè Lý Văn Chủ, tôi hiểu rồi. Nhưng mà có một điều, nếu như bây giờ mà tôi hỏi cưới thì thật sự không tôn trọng cô ấy cho lắm đúng không? Cho nên ngày mai tôi nhất định đích thân đến phủ của ông để hỏi cưới cô ấy. Được, ngày mai tôi sẽ ở nhà chờ cậu. Cô Lý, ở đây tôi có một miếng ngọc bội là của chính đời trước do mẹ tôi truyền lại cho tôi đó. Dặn dò tôi khi gặp được ý trung nhân thì giao lại cho cổ. Vậy bây giờ tôi tặng cho cô nha. Cáo từ, cáo từ. Cáo từ. Nhịn. Phải nhịn. Đau chết đi được. Con nhỏ Lý Tiểu Hoàng này thật là độc ác. Chỉ là tỷ võ chiêu thân thôi, đâu cần phải nặng tay như vậy chứ. Cũng may là mình không phải đàn ông. Nếu ai mà làm chồng của cổ. Nhưng mà phụ nữ dữ dằn như vậy cũng rất đáng hâm mộ. Miêu Thiếu Hoa. Ai đó? Nè nè, em đã nói là Hoa rồi, không sai chút nào đâu. Dù có biến thành trò em cũng nhận ra. Thiếu Hoa, em cũng rất giỏi giả này giả nọ. Lúc đó thì là Miêu Thiếu Hoa, lúc thì là mợ năm của Phương Gia, bây giờ lại làm Miêu Đại Thạch. Anh nghĩ chắc sau này em làm luôn con rể của Tào Ban nữa. Chết em rồi Hoa, nếu như để sư phụ biết được em giả trai nữa. Nè, em làm vậy là cũng vì muốn tên họ Lý kia không thể tìm người phụ giành hái lộc với cha trong cuộc tranh lân thôi. Có phải hai anh không nghĩ đến tình anh em đi mét với cha hay không? Trời ơi, trời, anh chỉ nói đùa thôi mà. Sao không chịu nói sớm? Anh em chúng ta không cần phải cự cãi như vậy. Nè nè nè, lúc nãy trên võ đài đó có phải rất oai phong không? Anh không cần phải như vậy nha. Thiệt là. Nhìn lên đi cô Thi. Rót cho bà tất cả đi con. Coi chừng nha. Thất vàng. Ý tôi lấy. Trời ơi, mọi người định ý bài không tôi cho hả? Em biết đâu, không được. Sao mọi người lại ngồi đây hết vậy? Bạch bản. Được rồi, đây. Được rồi. Xong chưa vậy cố? Hả? Bà cố. Được rồi. Á, cử vàng. Đó. Hả? Nè, đánh con gì kỳ vậy? Toàn màu ăn rồi. Chuyện gì vậy? Trời. Bà cố nè. Nè, bà cố thấy à? Chuyện gì vậy? Bà cố, có phải con đánh lâu quá nên bị qua mắt không? Đúng rồi, chắc bà qua mắt đó. Không thể nào, không lý nào lại không thấy. Tiếp tục đi.
Họ đang làm gì vậy? Hả? Sao ạ? À? Nhìn thấy gì không? Không thấy. Không thấy, thấy, không gì, thấy hết. Gì hết. Không thấy gì hết. Không thấy gì. Đang trình gì vậy? Dĩ nhiên là đàn ông rồi. Đàn ông nào vậy? Thì đàn ông xấu. Nếu như bị chúng tôi bắt quả tang, có thường hay coi rồi. Làm gì có chuyện mở năm giấu đàn ông. Trời ơi, chính mắt chị cũng nhìn thấy còn hỏi em nữa. Nhưng mà bây giờ sao không thấy gì hết à? Nè, tới sau đây. Không sao đâu, lần này không được thì chờ lần sau. Phải đó, lần sau đi. Ừ, phải đó. Coi như cô gặp may. Bắt không được thất vọng lắm phải không? Nè, đàn ông mà mấy người nói đó tôi chưa từng thấy. Nếu lần sau có rình nhớ kêu tôi nha. Được 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 được. Cô đừng đắc ý đó. Trả lại cho tôi. Xin lỗi nha. Chán thiệt đó. Rình tôi hả? Tôi sẽ phá lại. Nè vú nuôi. Hả? Chết vú rồi nha. Dám ngang nhiên giặt đồ của đàn ông ở đây nha. Hey, cô hai, cô yên tâm đi. Tôi có thể nghĩ ra 90 mấy điều để giải thích đó. Đáng thưởng cho dưới một chén tuyết nhĩ hầm đường phèn. Ờ, cô hai à, tôi không ăn đâu. Dưới sợ con bỏ thuốc độc hại dú hả? Thôi, nếu phải thì tốt rồi. Nè, hai mắt trợn trắng, đôi chân duỗi thẳng. Ha, tới lúc đó khỏi phải lo gì hết. Nhưng tôi biết sau khi tôi ăn xong thì sẽ gặp rắc rối đó. Không có đâu, tuyệt đối không nghiêm trọng như vậy. Con chỉ mong dú giúp con một chuyện nhỏ thôi à. Chuyện nhỏ hả? Nè 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 nè, phải nói thiệt nha. Chuyện nhỏ gì đây? Dú giúp con phá ba người đó. Hả? Còn không phải gian phu của Thúy Hoa. Đàn ông, lần này chắc chắn phải bắt được. Nè, 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 chị có nhìn thấy không vậy? Chị có nhìn thấy không? Thấy không thấy sao? Là đàn ông. Đuổi theo. Bên này. Nhanh lên, nhanh lên. Ở đâu vậy? Ở đây nè. Nè, coi đi, coi đi, coi đi. Đúng rồi. Mau hát phu đi. Đúng rồi, hát phu. Chạy đi. Trời ơi.